Giá heo hơi hôm nay ngày 13 tháng 5 tăng từ 1.000 đồng mỗi kg đến 2.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay ngày 13 tháng 5 ghi nhận mức tăng cao nhất 2.000 đồng mỗi kg. Theo chi cục chăn nuôi và thú y thành phố Cần Thơ vừa qua công tác kiểm tra phòng chống dịch bệnh cho thấy còn một số cơ sở chăn nuôi chưa đáp ứng yêu cầu. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tăng cao nhất 2.000 đồng mỗi kg thị trường heo hơi tại miền Bắc ghi nhận tăng từ 1.000 đồng mỗi kg đến 2.000 đồng mỗi kg. Theo đó, sau khi tăng nhẹ một giá, thương lái tại Yên Bái, Lào Cai, Nam Định và Hà Nam đang cùng thu mua heo hơi với giá 53.000 đồng mỗi kg. Heo hơi tại Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nội và Tuyên Quang đang được giao dịch chung mức 54.000 đồng mỗi kg tỉnh Thái Bình tăng cao nhất 2.000 đồng mỗi kg lên ngưỡng 55.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 53.000 đến 55.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 54.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 53.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 53.000 đồng mỗi kg, Hương Yên là 54.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 53.000 đồng mỗi kg. Thái Nguyên là 54.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 50.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 55.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 53.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 54.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 54.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 53.000 đồng mỗi kg, Tương Quang là 54.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung Tây Nguyên tăng 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg. Theo ghi nhận, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên tăng cao nhất 2.000 đồng mỗi kg. Theo đó, 53.000 đồng mỗi kg là mức giao dịch được ghi nhận tại Hà Tĩnh và Ninh Thuận sau khi nhích nhẹ 1.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi tại Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Nam là 54.000 đồng mỗi kg, cùng tăng 1.000 đồng mỗi kg. Đây cũng là giá thu mua được ghi nhận tại tỉnh Nghệ An sau khi tăng 2.000 đồng mỗi kg. Mức giao dịch được ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng là 55.000 đồng mỗi kg, tăng nhẹ 1.000 đồng mỗi kg. Hiện tại giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 53.000 đến 56.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 53.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 54.000 đồng mỗi kg. Hà Tĩnh là 53.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 54.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 54.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 53.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 5. 54.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 56.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 54.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 53.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 55.000 đồng mỗi kg. Đắk Lắk là 54.000 đồng mỗi kg, Đinh Thuận là 53.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 50. 5.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam tăng nhẹ, ở khu vực phía Nam, giá heo hơi tăng 1.000 đồng mỗi kg so với ngày hôm qua. Hiện tại, các tỉnh thành gồm Bình Phước, thành phố Hồ Chí Minh và Kiên Giang cùng tăng 1.000 đồng mỗi kg lên 53.000 đồng mỗi kg. Cùng mức tăng trên, Thương lái tại Đồng Tháp và Trà Vinh cùng giao dịch heo hơi ở mức 54.000 đồng mỗi kg. 55.000 đồng mỗi kg là mức giá thu mua được ghi nhận tại tỉnh Bến Tre sau khi tăng 1.000 đồng mỗi kg, cao nhất khu vực. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 53.000 đến 55.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 53.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 55.000 đồng mỗi kg thành phố Hồ Chí Minh là 53.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 53.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 53.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 54.000 đồng mỗi kg, Long An là 55.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 54.000 đồng mỗi kg, An Giang là 52.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 53.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 53.000 đồng mỗi kg. Kiên Giang là 53.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 53.000 đồng mỗi kg, Tà Mau là 53.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 53.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 53.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 54.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 55.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 53.000 đồng mỗi kg. Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tăng 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 53.000 đến 56.000 đồng mỗi kg. Cập nhật thông tin giá heo hôm nay. Theo chi cục chăn nuôi và thú y Cần Thơ, vừa qua công tác kiểm tra phòng chống dịch bệnh cho thấy còn một số cơ sở chăn nuôi chưa đáp ứng yêu cầu theo báo Cần Thơ. Việc kiểm soát, xử lý môi trường chăn nuôi còn gặp khó khăn trong quản lý dịch bệnh do ở một số vùng nông thôn còn hộ chăn nuôi nhỏ lẻ phân tán không có chuồng trại công tác tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc gia cầm trong chăn nuôi nông hộ gặp nhiều khó khăn trong khi đó lực lượng thú y cơ sở mỏng nhận thức của một số người chăn nuôi còn hạn chế có tư tưởng chủ quan và trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước về kinh phí do phải bố trí kinh phí lấy mẫu xét nghiệm đối với các loại bệnh khi xây dựng vùng cơ sở an toàn dịch bệnh trong khi giá sản phẩm chăn nuôi có thời điểm xuống thấp giá thức ăn chăn nuôi tăng cao